Ba nè. Dạ. Tôi chở bà ba đi Củ Chi, chắc về hơi trễ đó. Bà khỏi đợi cơm tôi nghe. Khoan khoan, ông chờ chút trước xíu đi. Nè, đem theo. Đi đường rồi khát nước nữa. Ông đi đường trên đó vắng vẻ lắm à. Ông phải cẩn thận nghe. Biết rồi, dặn hoài. Tôi đi nghe. Ông nè. Hả? Gì nữa? Thôi ông đi. Bà này sao? Cẩn thận nữa nha. Dặn nữa. Vậy mà hồi nào đến giờ má con bay không cho ba hay, tao phụ cho con tay. Cả nhà phải cài bừa trả nợ vậy khổ quá. Nói với ba một tiếng, ba lo phụ cho. Con biết, thế nào ba cũng lo cho con, cho nên con đâu có dám nói. Bây giờ ba già rồi, dãy nhà trọ cũng đâu còn. Ba đâu có làm gì ra tiền, còn phải lo cho con bé Phương học hành nữa. Má con tuy cực khổ vậy, nhưng mà vẫn đi làm, kiếm tiền được mỗi ngày. Ba đừng lo, nghe. Bây chê ba già cả, không có làm ra tiền chứ gì. Không phải. Ba vẫn còn phải lo cho một mình con bé Phương, như vậy là đủ rồi. Còn má con vẫn đi làm kiếm tiền được, sao phải xin tiền ba? Bây giờ má con sắp hết nợ rồi. Con mừng quá, nên qua nói cho ba biết, để ba mừng với má con, vậy thôi. Dạ thưa ông ngoại. Con. Ủa má. Vô đây con. Má quà nào vậy má? Má quà nãy giờ báo tin cho ông ngoại vui. Trọng nè, ông ngoại nghe má con nói là con thích nghề sửa xe lắm phải không? Dạ, nếu mà có tiền con sẽ mở một gara thiệt là lớn. Chỉ có sửa xe thì không cần phải học chữ phải ông ngoại? Con sợ học chữ lắm. Làm cái gì cũng phải có chữ nó mới mau giỏi được. Nhưng mà thôi, cứ phải có mơ ước thì mới có mục đích để cho mình phấn đấu, đúng không con? Dạ. Bé Phương chưa về hả ông ngoại? Bữa nay trường nó có tổ chức liên quan gì đó, con tìm nó có gì không? Rồi lát ông ngoại nói lại cho. Mà thôi, cứ ngồi đó chờ đi ha. Dạ. Thôi, con ngồi đây nói chuyện với ông ngoại đi. Má về coi má hai có cần gì không, má phụ nghe. Dạ. Con về nha ba. Con. Sao? Dạ. Bữa nay con tìm bé Phương có chuyện gì không? Dạ đâu có gì ông ngoại. Tại hôm nay bên nhà con vui, nên con muốn rủ bé Phương đi ăn kem. Bữa nay mà con dám rủ nó đi ăn kem hả? Dạ. Ngoại biết là hai đứa con có cảm tình với nhau, nhưng mà sao con cứ né tránh nó hoài, nó cũng buồn lắm. Dạ. Dạ không có đâu ngoại ơi. Con với bé Phương như anh em thôi mà. Con chỉ... Ông ngoại biết là con mặc cảm, nhưng mà mình là đàn ông mà. Miễn là có chí tiến thân, có mục đích sống thì rồi sẽ thành công thôi. Con đừng có tranh né nó như vậy, cả hai đứa sẽ buồn. Con hiện tại con chưa có gì trong tay, con chưa làm được gì hết. Con không muốn bé Phương phải khổ ngoại ơi. Thưa ông ngoại, con mới đi học về. Anh Trọng. Dạ, con chào ông. Chào con. Dạ, thưa ông ngoại con về. Con về hả? Con vụ ăn kem? Dạ, dạ, dạ. Bữa khác con dẫn ông ngoại đi ăn. Thôi con về ông ngoại. Anh. Dạ, ông ngoại thèm kem hả ông ngoại? Để con chở ông ngoại đi ăn nha. Không có. Ông rảnh quá à. Ông đi về đi. Ông ngoại con vô nhà nha ông ngoại.
Dạ, thưa ông, con về. Thấy chưa? Ờ, kìa kìa, tới kia chút đi. Đó. Rồi rồi, ngừng đi được rồi. Cho tôi gửi. Thôi, để tôi ra quán cà phê, tôi ngồi tôi chờ bà. Ha, về tính luôn. Thôi, ông về đi. Chiều tối tôi mới về lận. Vậy sao? Ừ. Chà, giờ về xe không nó uổng quá đi. Hay là nói chuyện gì lẹ lẹ đi. Về tôi tính rẻ cho. Thôi, ông về đi. Tôi hẹn với người ta rồi. Chịu thôi, về thôi, đi, tôi gửi tiền nè. Tôi để đây nha. Cho 30 nghe. Đi chút. Nó nói đi không. Lâu lâu cũng phải cho cha con nó ăn một bữa ngon lành chứ. Bắt tụi nhỏ cứ dưa cà mắm muối riết rồi cũng thấy sốt ruột à. Mà sốt ruột rồi cũng không biết làm sao nữa. Con Mận với thằng Trọng á, nó biểu em á, từ rầy ở nhà bán cà phê với chị Hai luôn, khỏi ra bến. Nè, làm như thằng Hiếu với con Di nó hạp tuổi hay sao á. Làm ăn thấy khá hen. Thằng Hiếu nó nói á, ba con Di lúc này đỡ lắm rồi. Ổng cũng còn khó khăn, nhưng mà hết ghét nó rồi. Ồ, vậy cũng mừng. Tạ ơn trời Phật. Cuối cùng gia đình mình rồi cũng có lúc thoát nợ, ngẩng mặt lên với đời. Thằng Trọng nó vừa đi làm ngoài bến, nó vừa sửa xe. Vậy có cực quá không? Thì cũng cực đó hai, nhưng mà không sao đâu, nó thu xếp được. Chú xuống đây được rồi chú. Được rồi, nhanh nhanh đi chú. Tôi chịu hết rồi chú ơi. Nhanh chú. Ê. Sao vậy anh? Cẩn thận chút chứ. Mấy cái này nó rỉ sét á, có gì phải chích ngừa đó nha. Xong rồi. Em thấy sao? Trời, anh làm thì phải được rồi. Chắc chắn quá ha. Anh, vô trỏng thưa ba đi, không thôi trễ. Ba. Giờ con với anh Hiếu á, qua bên nhà bển. Rồi cơm thì con nấu sẵn dưới bếp rồi. Tới trưa ba ăn một mình á, ba đừng có buồn nha. Nè. Dạ. Lâu lâu mới qua bển, có gì thì phụ giúp một tay đi. Chứ đừng có ăn xong rồi bỏ đi, te rẹt, người ta cười chết. Con biết rồi, ba nè. Dạ, vậy con về bển chút xíu nha ba. À ba ăn gì không chịu, con về con mua luôn cho ba. Thôi khỏi con, nhà có cơm rồi. Dạ, vậy thưa ba con đi. Ba viết gì vậy? Ba làm đơn cho mấy nhỏ trong xóm để nó xin vô xí nghiệp nó làm đó mà. Vậy con đi nha ba. Thưa ba dạ, con đi. Thưa ba con đi. Mận, con coi con má con làm gì lục đục chỗ bàn thờ vậy? Dạ, chắc má đang thắp nhang cho anh Nghĩa. Má hai. Thưa má hai, con mới về. Dạ, con chào má hai. Dạ, thưa chị Mận, em mới về. Dạ, anh này. Trời đất ơi, má hai kêu hai đứa về ăn một bữa ngon lành, má hai chiêu đãi. Vậy mà đi đem trái cây, đem bông hoa. Tụi bay làm quá như đi ăn đám giỗ không bằng vậy. Dạ, má ơi, tụi con phải hùng chút xíu mới dám ăn chứ má. Đúng rồi. Giờ bọn hùng chút xíu ăn xong mình gom đồ về không ai nói. Trời ơi, có dừa sợ gì đó. Nó chỉ còn đem bông với trái cây qua cũng thằng Nghĩa.
Tối qua ngủ con thấy nó. Là mơ thấy anh Tư hả? Ừ. Má con ở chỗ bàn thờ á. Dạ. Chị Hai ngồi đi. Má Hai. Vậy. Mai mốt á, mày làm đám cưới cho chị Hai với anh Hai á, phải hoành tráng hơn vậy luôn nha má Hai. Chứ làm sao, gia đình này còn nợ con Di nhiều lắm đó. Đâu có gì đâu má Hai. Con vô con phụ má con coi nó làm gì lâu dữ. Thưa má Hai, con mới vậy. Ủa, bữa nay nhà mình có chuyện gì vui hay sao mà ăn sớm dữ vậy má Hai? Anh phải hỏi má Hai kìa. Sắp hết nợ. Ừ. Sắp hết nợ mà ăn mừng vậy rồi đó. Mai mốt mà hết nợ, ăn còn hoành tráng hơn nữa. Phải mừng chứ làm sao. Mới xưa giờ nhà này có bao giờ mà hết nợ đâu. Bây giờ mình cũng còn mà. Bởi vậy ta mới nói là sắp hết. Sao giờ này chưa thấy anh Hai về chị Hai? Hồi sáng ông nói ông chở khách đi đâu vậy? Anh Hai. Ông nói đi Củ Chi. Mà chị nói là xa như vậy thì thôi, đừng có nhận mấy cái mối đó. Lần nào về ông cũng ngồi thở hầm hộc thấy thương à. Vậy mà cứ tiếc, cứ nhận mà đi vậy đó. Bà Hai ơi. Ôi. Ông Hai bị cúp nằm trong bệnh viện kìa. Trời ơi. Cái gì? Hả? Thiệt hả bác Khánh? Ờ. Cái gì? Sao bác biết? Trên công an phường, họ gọi cho cụ chiến binh. Vì điện thoại của ổng chỉ có số của tụi tôi thôi. Bác Khánh ơi, bây giờ người ta nói ba Hai con bị sao bác vậy? Khánh. Rồi bây giờ ba Hai con đang ở đâu? Anh Hai tôi làm sao? Là hai đứa ra đây. Dạ. Cái gì vậy? Lỡ đây tao nói cho con nghe nè. Người ta đưa ổng tới bệnh viện là ổng chết rồi. Trời. Trời ơi. Hai. Ba 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 Hai tỉnh dậy. Ba Hai ơi. Ba Hai ơi. Bác sĩ nói á là má Hai vẫn nghe được đó. Con nói gì má Hai có nghe không? Chắc là má Hai cũng nghe mà phải không? Con biết má Hai buồn lắm. Tụi con cũng buồn nữa. Má Hai đi đột ngột quá. Công an bắt được tụi cướp đó rồi. Má Hai tỉnh lại đi má Hai. Thôi, em đừng nói chuyện đó nữa. Má Hai nghe rồi buồn thế. Anh ba, không biết khi nào má Hai mới tỉnh lại nữa. Hồi sáng anh nghe nói trường hợp của má Hai như vậy còn sống là mừng rồi. Chứ nhiều người đột quỵ là đi luôn. Nhưng mà bác sĩ nói là chữa trị cho má Hai tỉnh dậy rồi phục hồi chức năng cái gì đó mình phải tốn nhiều tiền lắm á. Thì anh cũng nghe nói vậy. Bây giờ không biết phải làm sao nữa. Tội nghiệp má Hai quá. Má Hai, tỉnh dậy đi, nghe con nói. Má Hai chưa tỉnh hả con? Dạ chưa má. Bác sĩ có nói chuyện nào má Hai con tỉnh không? Dạ, bác sĩ nói nếu mà mình không chạy tiền kịp để chữa chạy cho má Hai sớm thì má Hai phải sống đời sống thật vật lắm á. Vô đơn chí. Má vừa phải lo cho đám tang cho ba Hai con ở nhà, vừa lo cho má Hai nằm ở đây. Má muốn điên cái đầu. Thôi, hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi. Còn ăn uống nữa. Kêu thằng Hiếu vô đây cho má. Má con mình có chuyện để lo rồi. Thôi con ở lại đây với má nha. Thôi đi về, ở đây má lo. Đi. Đi về đi. Má, khi nào mà má Hai tỉnh á, gọi cho tụi con biết nha. Ừ, biết rồi, má biết rồi. Về đi con, về đi Trọng. Dạ. Nè, má dặn nè. Đừng có nói cho ông ngoại biết chuyện mình vay nợ nha. Dạ. Thưa má con về. Con về nha má Hai. Nhà mình bị cái gì vậy Hai? Tưởng là sắp thoát được cảnh nợ này, bây giờ lại lâm vào cảnh ngặt nghèo hơn. Bây giờ phải làm sao đây Hai? Rốt cuộc nhà đó làm sao rồi phải không? Trời ơi, kỳ này á hả, nó nuôi mình dài dài luôn á. Bà nghĩ là bà ở đó thu tiền góp nhà người ta dài dài hả? Chứ làm sao, trời đất ơi, tiền mà phải góp lời mỗi ngày, đúng không? Kỳ này á, vay một đống tù lù như vậy, cái nhà của nó góp mãn kiếp cũng chưa hết cho mình. Bà khùng quá. Cái gì vậy cha nội? Vậy chứ ý ông muốn làm sao? Đàn bà như bà á, cái thân thì to, mà cái ốc á, như trái nho vậy đó.
chỉ có cái chuyện thu tiền góp không? Mờ mắt. Chứ không lẽ cho không? Trời ơi, ông mà có cho ai không đồng nào nha, tôi chết học máu liền á. Tôi đâu có khụn. Bà nghe cho rõ nè, chờ vài bữa nữa cho má con thằng Hiếu hoàn hồn á, bà qua bên đó nói chuyện. Nói cái gì? Tôi chưa nói gì hết, bà nhảy vô miệng rồi. Nè, tôi biểu bà qua là dụ tụi nó làm đệ tử cho mình. Đệ tử? Đệ tử vụ gì? Bà này thiệt. Bây giờ tôi hỏi bà nè, bà biết tiền này ở đâu tôi đưa cho bà làm vốn không? Trời ơi, sao không biết? Ông với thằng mớm với thằng xị đi ăn cướp của ông ta chứ. Ê, đâu im đi. Hả? Trời đất ơi, bà muốn công an tới đây hả? Đấy, tôi quên. Tôi với hai thằng đệ tử của tôi á, làm bạn với Hà Bá, xông pha trận mạc. Bà chỉ ở nhà gom tiền thôi. Ông tính tiền lời cũng gấp đôi người ta nữa. Đương nhiên rồi, bà đâu phải bà nội tôi. Thì tôi biết rồi. Nói tiếp cái chuyện anh em của thằng Hiếu đi. Bà biết rồi đó. Tôi có hai thằng lính, vừa ngu lại vừa nhát nữa. Xém bị công an hút mấy lần rồi. Mà tụi nó mà bị công an hút á, tôi với bà bơ mỏ. À, ý ông là kêu anh em nhà thằng Hiếu hả? Bây giờ bà khoan nói thẳng vấn đề với tụi nó đã. Cứ nói là có người mướn làm gì vậy đó. Nếu tụi nó ok thì nói thẳng vấn đề luôn. À, vậy thôi tôi hiểu rồi, đi liền nha. Khoan, để coi mẹ hai vài bữa coi sau đã, rồi hãy nói. Ông ngoại. Ờ, con. Chào ông ngoại. Ờ. Má hai sao rồi? Ờ, thì bác sĩ đang theo dõi. Cũng ổn anh hai. Má bây cũng mệt lắm rồi đó. Mấy bữa nay là nó thức trắng à. Bây giờ còn phải chăm sóc cho cô hai nữa. Thiệt khổ. Thôi để lát ông ngoại vô trong coi sao. Ừ, dạ tôi khỏi đi ông ngoại. Ừ, tụi con cũng thay ca cho má con rồi. Đúng đó ông ngoại. Con thấy ông ngoại với Úc Phương ở đây sáng giờ cũng mệt rồi. Trọng, coi đưa ông ngoại với Úc Phương về nhà nghỉ đi cưng. Dạ. À, ông ngoại ơi, để con đưa ông ngoại với bé Phương về. Thôi, ông viên bé Phương đi ra ngoắc xe taxi về được rồi. Còn tụi con á, cứ ở đây lo công chuyện rồi nghỉ ngơi đi. Nè, mấy anh em có cần ông ngoại lo gì nữa không? Dạ không có gì đâu ông ngoại. Ông ngoại ở đây với tụi con vậy là quý lắm rồi. Phương, cưng với ông ngoại về nghỉ đi cưng. À, tụi con á, cũng lo nghỉ ngơi chút đi. Rồi còn vô thay ca cho má bay nữa. Dạ, tụi con biết rồi ngoại. Mà nè, có cái gì cần thì cứ kêu ông ngoại nghe không? Phương à. Ừ, dạ. Đi về con. Dạ. Ngoại về nghe không? Ừ. Dạ em về. Chị về nghe mừng. Dạ. À, Tuấn nè. Ừ, dạ. Cảm ơn chú em mày ngang. Hôm rày chạy qua chạy lại vậy, bên này cũng đỡ cực. Không có gì đâu anh. Thôi được rồi, về nghỉ ngơi đi. Ờ, em dạ. Ờ, xin phép anh em về. Em về. Ừ. Ê, mời đi. Em về luôn. Em, em coi về bển lo cơm nước cho ba đi. Dạ. Anh cứ ở đây đi, em lo cho ba xong á em qua. Em về nha. Ừ. Hai đứa nói thiệt anh nghe, má hai sao rồi? Tình hình má hai rất là nghiêm trọng. Bác sĩ nói nếu không chạy chữa đúng mức có nguy cơ má hai sống thực vật. Vậy bây giờ mình tính sao hả anh hai anh ba? Mình vay một số tiền để mình lo mọi chuyện được rồi. Tới bây giờ coi như tạm ổn. Ba cho mình vay có giấy tờ gì không? Họ đòi mình phải thuế chấp vì số tiền nó quá lớn. Má tạm thời lấy sổ hồng của má hai thế rồi. Anh hai Mận, bây giờ việc của anh em mình là tìm cách lấy sổ hồng về cho má hai càng sớm càng tốt. Làm sao để khi má hai tỉnh dậy thì sổ hồng đã có trong nhà rồi. Nhưng mà làm sao mà làm như vậy được hả anh ba? Làm sao được thì anh chưa biết. Nhưng mà ngôi nhà này là cả cuộc đời của ba má hai.
mình không được để thất thoát. Mình không được để cho má hai biết chuyện này. Chị, mình ra ngoài nói chuyện nha. Dạ. Cảm ơn anh đã tới thăm chị hai tôi. Những lúc như vậy, sự quan tâm thăm hỏi là quý giá lắm. Chị đừng nói vậy. Dù gì thì mình cũng là xui gia với nhau. Có gì khó khăn chị cứ nói, tôi giúp được gì tôi sẽ giúp. Dạ không có gì đâu, nhưng mà nhà tôi đang rối như vậy, thằng Hiếu nếu mà có bận rộn mà nó về trễ á, anh thông cảm giùm nha. Không sao đâu, tôi cũng hiểu con rể tôi rồi mà. Tình hình chị hai sao rồi chị? Tôi nghe bác sĩ nói bà chớp bà nhán, nghe đâu là chỉ bị đứt mạch máu não á, rồi máu tụ bên trong á. Trước mắt là bác sĩ cho uống thuốc coi có tan không. Còn nếu nó không tan á thì chắc phải mổ. Chà, nếu vậy là tốn kém lắm đó. Tốn kém bao nhiêu má con tôi cũng phải lo. Đối với tụi tôi, ảnh chỉ còn hơn cha mẹ. Ừ, tôi hiểu mà. Thật ra tao muốn giúp cho má con mày thoát cái cảnh ngặt nghèo thôi, chứ tao sống bằng nghề cho dai mà. Trời đất ơi, có ai dai tiền tao tao mừng nữa. Đó, mày nhìn đi, má con mày không có cái gì để thế chấp, không có cái gì để bảo lãnh hết trơn, mà lại hỏi cái số tiền quá lớn nữa. Tại tao biết má con mày lâu rồi nên tao mới cho mượn, chứ người khác hả, còn khuya. Bà nói vậy bà nghe được hả? Bà giữ cái sổ hồng của má hai tôi còn gì? Trời đất ơi, thì phải có đồ thế chấp chứ làm sao. Không lẽ tự nhiên đưa tiền không? Bây giờ muốn lấy lại sổ đúng không? Thì lo mà trả tiền lại cho tao đi, lấy sổ. Thôi mệt quá, giờ bà tính sao? Bà muốn anh em tôi trả kiểu nào, góp như mọi khi hay sao? Lần này tiền thì nhiều lắm, góp hàng ngày trong vòng một tháng hả? Trời đất ơi, anh em mày không có kham nổi đâu. Ý bà sao? Ê, có người nhờ tao á, hỏi mày coi có chịu làm cho người ta không? Bảo đảm tiền tươi ngập mặt luôn. Làm gì? Mày phải đồng ý thì tao mới nói chứ. Anh em mày mà chịu làm hả, trả nợ rất là nhanh, sau đó hả còn có vốn làm ăn, khỏi đi bốc vác nữa mày ơi. Có ai như bà không? Không nói ra việc gì ai biết đâu mà nhận lời hay không. Anh hai. Anh hai, có chuyện gì vậy anh hai? Có chuyện gì vậy anh hai? Biết gì đâu, bà đang nói chuyện gì mà không chịu nói. Bà xứng coi bà nói gì. Thôi, chuyện này á, người ta chỉ cần đàn ông thanh niên thôi. Còn con Mận á hả, khỏi, đi vô đi. Bà rắc rối quá, vô nhà đi Mận. Kỳ cục. Đi vô đi em. Vụ gì, đòi nợ hay gì nữa vậy anh hai? Nghe bà nói coi, bà nói có việc gì đó cho hai anh em mình làm, nhiều tiền lắm. Rồi có tiền là trả nợ đám tang cho ba hai, rồi lo trị bệnh cho má hai gì tùm lum la. Mà nãy giờ hỏi chuyện gì không nói là không nói. Tụi bay mắc cười quá, thì nhận lời tao mới nói được chứ. Trời, sao cái bà này bà kỳ khôi vậy? Có biết cái chuyện gì đâu mà làm. Hai anh em tôi đâu phải đâm thuê chém mướn đâu mà. Nè, chuyện đó sao tụi bay làm được? Vậy thì chuyện gì? Thật ra tao chỉ là người trung gian thôi, người trực tiếp mà muốn tụi bay làm á hả là người khác kìa. Bây giờ ai, bà nói đi, anh em tôi sẵn sàng tới gặp họ luôn. Thì tao mại hơi trước với tụi bay cái đã chứ. Nếu đồng ý thì tao mới nói lại với người ta. Tiền bạc á thì tụi bay đừng có lo. Nếu mà tụi bay chịu làm á, chỉ cần đi vài chuyến thôi, tụi bay trả dứt nợ liền, có tiền á chữa bệnh cho bà hai nữa. Trời ơi, anh hai anh ba. Thôi đi, không được làm. Thôi, nói em tôi không sao đâu. Mày nói không sao hả? Cái mặt con này nó nhiều chuyện, ngày nào tao không gặp nó. Bây giờ bà nói chuyện gì mà làm với ai? Tao nói á, tụi bay làm á thì tụi bay nghe, còn không làm á thì bỏ nghe. Coi như tao chưa có nói chuyện gì á,
Trời đất ơi, đừng có bép xép mà mang quả đó nghe mày. Được rồi, bà nói đi. Cái gì? Trời ơi. Thôi. Không được đâu. Anh hai, anh ba không được làm nha. Trời đất ơi, tao đã nói là con này nó không có giữ mồm giữ miệng. Mày muốn chết thì sao mà la lên xùm vậy? Hả? Thôi. Nè, tao chỉ cho mấy anh em mày làm cái cách này để cho mau hết nợ. Còn tiền vay thì phải trả cả vốn lẫn lời chứ. Nọ mà tiền đám ma đó nha, trả miệt mài cũng chưa hết đâu con. Còn tiền chữa bệnh cho bà hai nữa làm chi? Mà tiền bóc vác của tụi bay anh ba không được làm. Cơm ngày hai bữa cũng chưa đủ, đừng có nói chi mà trả nợ. Tiền vay mượn giang hồ không trả là phiền lắm đó. Cái mạng không biết còn hôn đó nha. Giờ làm sao hả? Anh hai anh ba không được làm nha. Má mà biết cái vụ này má quýnh cho bờm đầu luôn á. Ai biểu nói cho má mày biết làm chi? Cứ âm thầm mà làm đi, miễn có tiền được rồi. Làm cái chuyện này đó nha, chớp mắt là về nhà rồi, có ai mà biết đâu. Giờ làm sao? Có tính thì tính lẹ đi à. Tao còn trả lời cho ông ta nữa chứ. Nhưng mà nhớ nè, phải giữ ba cái mồm, mà nhất là cái mồm con này nè. Chuyện này mà hở ra, hậu quả không có biết được đâu à. Liệu mà trả tiền sớm cho tao á, tao không có hứa là giữ tay mấy thằng giang hồ đâu nha. Bà đi về đi, hai anh tôi không có làm đâu. Về chứ làm chi, ở đây làm gì? Anh hai, anh ba, đừng có làm nha, nguy hiểm lắm. Nó nghi mình rồi. Hoặc có thể nó biết rõ tụi mình gian đêm, đám của tụi nó chỉ ăn trong bến không được bao nhiêu là dễ bị phát hiện. Bây giờ tụi nó muốn ăn nhiều lại không có gan đi xa, nó muốn lợi dụng tụi con. Ba, con thấy mình cứ đồng ý trước đã, để mình lấy tiền trả nợ sau đó mình tính tiếp. Mình làm gì chẳng khác nào làm cho nó ăn à. Biết là tụi nó muốn lợi dụng mình, nhưng mà mình đang cảm thấy kẹt mạnh. Con làm là để tụi nó biết cách làm ăn xa ngoài cái bến này. Làm cho nó ăn không được, còn cho nó học nghề miễn phí nữa chứ. Đằng nào mình cũng phải lấy sổ học của má hai về. Nếu mình học về theo cách của nó, nhà mình sẽ phải góp cho nó hàng ngày giống như trước. Tiền mình đi làm mướn, tiền má bán cà phê toàn cho túi tụi nó. Mà để cho nó lợi dụng vậy chịu sao được. Đừng có bàn nữa. Má nghĩ đây là cách để tụi nó thử mình. Tụi con cứ đồng ý đầu quân cho nó đi. Tự nhiên mình đưa đầu cho nó điều khiển mình à. Tụi con cứ nhận lời, nhưng theo cách của những người học nghề, hiểu không? Tụi con làm như không biết gì hết, chỉ làm theo những gì tụi nó chỉ thôi. Được thì chia, không thì thôi. À, vậy mình cứ giả điên thôi má. Ê, vậy lại hay á. Cái chính á là mình đương theo chuyện này để trả được nợ. Tụi con cứ làm như còn rất bỡ ngỡ trong chuyện này. Tụi nó chỉ sao thì mình theo như vậy. Chỉ có một điều tụi con cần phải nhớ, nếu có động thì việc duy nhất tụi con cần làm là phải thoát thân, nhớ chưa? Dạ. Nhưng má đừng dính vô chuyện này, để con với anh hai tham gia được rồi. Má cũng không muốn ra mặt đâu. Hai đứa con cứ tùy cơ ứng biến. Dạ. Thôi vậy. Dạ, ông ngoại uống nước đi. Cảm ơn con. Ông ngoại, hôm qua ông cháu mình đi thăm dì hai về, con thấy dì hai chưa tỉnh, con thấy sợ sợ làm sao. Con sợ cái gì? Sống ở đời đâu có ai biết trước là mình sẽ gặp cái chuyện gì đâu con. Con đừng có suy nghĩ dẫn dơ, rủi mà có chuyện gì là con không có đối phó được à. Mà dì hai bị như vậy chắc tốn tiền lắm ha ông ngoại? Ông ngoại có hỏi thăm, nhưng mà mấy má con nó nói là còn lo được. Ông ngoại, nhà mình còn tiền không? Con hỏi để làm gì?
Tại con thấy nhà anh Trọng á, dù là nghèo nhưng ai cũng đi làm hết á. Còn nhà mình thì từ khi ông ngoại bán khu nhà trọ thì mình sống bằng gì? Thì bán cái khu nhà trọ sau khi mà lo trị bệnh cho con rồi á, thì cũng còn một số. Rồi ông ngoại gửi vô ngân hàng rồi. Trong khi chờ đợi cái ngày mà con lấy chồng thì hai ông cháu mình lấy tiền lời xài nở. Bây giờ thì tao nói luôn, tất cả tiền vốn của ngân hàng bà Sáu Béo, tiền ăn chơi nhảy múa, tiền lo gia đình các cái đều từ đó mà ra hết. Mà tụi bay thấy tao có làm gì đâu. Hàng ngày tao đi lòng vòng ngoài bến, rồi lân la nói chuyện với mấy đứa bán hàng rong. Coi tàu nào có tiền, tàu nào đi đâu, về đâu, tối là mình chơi. Mà đâu phải có nhiều, mỗi tháng làm chừng 1-2 vụ thôi. Nếu như mà trúng bánh á, là ngon luôn. Tụi bay thấy sao? Thì dẫn xác qua đây là biết rồi. Tụi bay á, tính cho kỹ rồi quyết định. Tao không ép, tao chỉ dẫn cho tụi bay làm ăn. Được thì chơi, không được thì thôi. Chứ mai kia mốt nọ mà nói tao á dụ dỗ lôi kéo là không được á. Tao biết tụi bay chưa làm lần nào nên thấy to tát như vậy. Làm chừng vài chuyến là thấy ham liền. Bây giờ không có cần gì nhiều hết trơn á. Tụi bay chỉ cần bơi lội giỏi nè, nhanh nhẹn nè, có sức khỏe nè là ok hết. Mà tụi bay thì quá ok rồi. Bây giờ điều quan trọng á là chỉ quen công việc thôi. Vậy có cần làm quen gì không? Tụi bay lên xuống tàu bè hàng ngày, tụi bay biết ba cái tủ dân tàu bè rồi. Cái quan trọng bây giờ là làm sao mở cho nhanh. Mà cái đó để mấy đứa kia huấn luyện cho. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ là nhuyễn hết. Mà chừng nào ông bắt đầu làm? Tụi bay cứ chuẩn bị tinh thần đi, lúc nào có tao kêu liền. Mà mai mốt không cần gặp tao ở đây nữa đâu, có gì sẽ có người liên lạc trực tiếp với tụi bay. Mà nè, tụi bay về nói với bà Lượm là lo cho bà hai đàng hoàng. Nếu có thiếu tiền thì qua đây, tao sẽ nói bà Sáu Béo ứng cho tụi bay. Còn cái vụ sổ hồng á, chừng nào tụi bay làm đủ tao trả lại liền. Anh hai, vậy cuối cùng mình có đi làm cho tụi nó không? Làm chứ sao không làm. Anh hai thấy sao? Thấy con khỉ gì? Mẹ, nó biết chắc là mình ăn hàng mà nó còn xào. Thì em cũng biết, ăn hàng thì anh em mình để dành tiền trả nợ cũng được. Tại sao phải qua đây còn nghe nó nói tào lao chứ? Má, là má biết chắc mấy thằng này. Nó muốn bành trướng thâu tóm cái việc khai thác tàu bến, gây áp lực với mình vậy thôi. Anh hai nói vậy là sao? Diễn, nó còn diễn được không lẽ anh em mình diễn không được? Là sao? Đừng cho nó thấy mình quá chuyên nghiệp. Cứ hợp tác thời gian nó thấy không hiệu quả nó không nghi ngờ thôi. Em biết rồi. Đi. Má để con. Từ từ thôi Mận, cẩn thận nha. Tàu về hàng nhiều, mấy anh nó phải ráng làm ngoài giờ để kiếm thêm. Gặp lúc khốn khó thì phải lo vậy thôi. Mà nhà này có khi nào hết khốn khó đâu. Nhi nè. Dạ. Con đừng có lơ là chỗ buôn bán nha. Kiếm được chỗ bán như vậy khó lắm đó.
Còn chuyện nhà này để mấy đứa nó lo. Con về bển nấu cơm cho ba con ăn đi. Lát còn đi bán nữa. Dạ, vậy con về bển nha má. Ờ nè, lúc này thằng Hiếu nó phải tìm chỗ làm thêm nhiều lắm. Nói với ông thầy thông cảm giùm nha. Má yên tâm đi, không có sao đâu. Thôi con về nha má. Chị về nha Mận. Dạ. Mận, hôm nay chuyện tiền bạc sao rồi? Con có nghe hai anh nói gì không? Con cũng không biết nữa. Hai anh biểu là để hai anh lo. Hôm bữa cấp bách quá, má bán chiếc xe của bà hai rồi. Bán rồi mới biết không đâu vô đâu hết. Chiếc xe là kỷ niệm của bà hai. Bây giờ má áy náy quá. Thấy má bán là đúng rồi đó má. Chứ để xe cũng đâu có ai đi đâu. Mà anh hai anh thấy có xe rồi anh chạy còn rắc rối hơn nữa. Nói vậy thôi, chứ má hai cũng chưa khỏe hẳn. Cũng may là bác sĩ cho về nhà, rồi mình xin thuốc uống hàng ngày, mỗi tuần đi khám định kỳ thôi. Chứ trọng cũng khó chịu lắm. Về nhà cho thoải mái. Hai đứa nó về kìa. Anh hai, má anh con ba mới về. Ờ, thưa má con mới về. Ủa sao hôm nay nói hai anh làm thêm giờ mà? Về nghỉ trưa xíu đi làm giờ nè. Có nấu dặn không? Em với má mới về, chưa có nấu gì kịp hết á. Ủa rồi, vậy má hai ai coi? Má hai về nhà rồi, nằm ở trỏng kìa. Ủa? Nè thôi thôi thôi, để cho má hai nghỉ đi, vô làm chi? Mới ngủ đó. Ủa sao bác sĩ nói còn phải điều trị lâu mà sao về sớm vậy? Thì biết vậy, nhưng mà má xin bác sĩ cho má hai về nhà, rồi mình xin cái toa thuốc cho uống. Rồi mỗi tuần đi khám định kỳ thôi. Chứ nằm trỏng mỗi ngày mỗi tiền chịu không nổi. Mày yên tâm đi, tụi con nói là tụi con sẽ lo mà. Lo được cái gì mà lo. Tiền bạc nợ nần từ hôm ba hai con mất tới giờ. Bữa nay tính chắc cũng ngập tới nóc rồi đó. Nghĩ tới muốn ngập thở luôn. Trời ơi, nói lo được thì để tụi con lo. Mận đi kiếm gì ăn cơm, nó bụng quá. Chút đi làm nữa. Ừ, vậy thôi để em chạy ra ngoài kia em kêu cơm tắm cho hai anh ăn nha. Chứ giờ mà đi nấu nữa chắc tới chiều mới có ăn á. Ừ. Trọng, bữa giờ sao béo có hỏi han gì vụ tiền bạc không? Con có nói chuyện với bà rồi. Má đừng có lo nữa, tụi con thương lượng được mà. Rồi giờ bà nói làm sao? Bà cầm cuốn sổ hồng của má hai rồi đó. Rồi giờ làm sao lấy về đây? Mệt má quá, tụi con nói tụi con lo được. Má vô tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nghĩ cái gì được mà nghĩ. Ráng chút xíu nha má hai. Sao bữa nay nặng dữ vậy nè? Mệt chưa? Muốn nghỉ không? Muốn nghỉ rồi hả? Mận, Mận, vô dạ. Dọn giường chút, má hai vô nghỉ dạ, con. Dạ, dạ, để đó cho má. Đây đi. Đây, đây. Rồi đi vô đi. Đây đây đây, em đỡ nè, em đỡ nè. Cẩn thận nha má. Vòng nữa, ráng vòng nữa. Rồi rồi, vòng nữa rồi vô nghỉ. Ừ, ráng đi, ráng đi. Ráng đi bộ nè. Đó, được rồi, được rồi. Ráng đi hai, ráng đi hai. Mệt rồi phải không? Rồi rồi, dịn đi nghỉ một chút rồi đi tiếp nha. Rồi đi một vòng nữa rồi vô. Đi hai. Đỡ má hai vô con. Vô nhà đi hai. Đi vô, đi vô, đi vô nè. Bình tĩnh đi hai. Ngồi xuống. Ngồi xuống, xuống đây đi hai. Ngồi xuống đây nè. Con, dán ra đi. Dán ra cho má hai đi. Được rồi hai. Được rồi mà. Dán ra cho má hai đi. Má hai thấy rồi. Hai bình tĩnh đi hai. Con đỡ má hai đi. Từ từ thôi. Đây đây đây. 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 Hai bình tĩnh đi. Hai vừa mới đứng lên được đó. Đừng có xúc động quá rồi xỉu nha. Được rồi để em đốt ngang cho.
Được rồi nè hai. Ba hai. Đây nè hai.